Với cái số của em nhé, thì cái ngày sinh của em ấy là cái đường đời số 4. Với cái người đường đời số 4 ấy, thì cái đặc trưng của người số 4 ấy, đấy là rất là chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận, khéo tay. Đấy, khéo tay hay làm. Đấy, chịu khó, chịu thương, chịu khó. Đấy. Và đặc biệt đấy là mình có một cái thể chất khá là tốt, sức khỏe tốt, đúng không em? Vâng ạ. Có bệnh tật ốm đau gì không? Em không có bệnh tật, em ít ốm vặt mà cũng không có bệnh gì anh ạ. Là tốt. Ở em thì toát lên một cái điều đấy là mình là cái người khá là nhiệt tình, năng động, năng lượng. Đấy. Và là cái người mà khá là ổn định. Các cái gọi là tính cách của mình thì nó khá là đều. Thứ nhất thì mình với một cái nhân cách số 2, à nhân cách số 1. Nhân cách số 1 của mình ấy thì là mình là cái người gọi là khá là bướng bỉnh, cứng đầu. Đấy. Cũng là cái người mà thích tự quyết định, tự tự đưa ra những quyết định. Đó. Và cũng thích những cái gọi là cầm đầu người khác, cũng muốn là kiểm soát một chút. Đó. Mình thích kiểm soát những người xung quanh của mình. Đó. Cái linh hồn số 8 cũng vậy, linh hồn số 8 nó thể hiện là cái gì ạ? Quyền lực, là mình thích quyền lực, mình thích kiểm soát, mình thích quản lý. À, cho nên là về cơ bản là mình sẽ là cái người làm quản lý rất là tốt. Cộng với cả cái linh hồn số 8 ấy, nó khiến cho mình là có một cái trí tuệ, tức là mình thích nghiên cứu, mình thích tìm tòi, mình thích tìm hiểu những cái liên quan đến công việc của mình. Đấy. Nhưng mà vấn đề là mình chỉ thích những cái thứ mà của mình thôi. Đó. Cái ngày sinh số 2 là cái năng lực tự nhiên, cái ngày sinh số 2 ấy, nó giúp cho mình có một cái trực giác tốt. Đồng thời là mình cũng là cái người có một cái khả năng vui vẻ, hòa đồng, cũng như là làm cho mọi người yêu thích mình. Đấy. Thái độ số 6. Vâng. Thái độ số 6 thì là cái người cũng khá là quan tâm đến gia đình, cũng là cái người khá là biết nhịn, chịu nhịn, khá là hiền lành. Nói chung về cái con người này thì toát lên một cái điều đấy là mình là khá là hiền lành, chứ cũng không phải là gọi là ghê gớm. Tuy nhiên thì mình có một cái điểm rất là hay, đấy là mình là cái người rất là trung thực, thẳng thắn, thật thà. Đấy, và mình thích cái điều trung thực, mình thích cái sự chung thủy. Đấy, cái gì đấy mà liên quan đến không chung thủy, giả dối, lừa dối là mình ghét lắm. Đấy. Và cái thái độ của mình nó rất là rõ ràng, yêu ghét rất là rõ ràng, yêu là yêu, ghét là ghét, không có lập lờ. Đấy, có đúng không? Vâng ạ, Ừ. đúng rồi ạ. Đấy. Thế thì với cái đường đời số 4 với sứ mệnh số 9 ấy, thì về cơ bản ấy thì mình sẽ là chuyên gia, và mình sẽ là chuyên gia, và mình sẽ phải cái đường đời số 4 là đường đời của người làm chuyên gia rồi, tức là gì ạ? Là mình phải chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận. Đó, tuy nhiên ấy, thì với cái đường đời ấy, nó có hai cái ý nghĩa, tức là có ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Đó, bao giờ cũng thế, nó có hai mặt. Đấy, mặt tích cực thì mình sẽ là cái người làm việc rất là chăm chỉ, hướng đến kết quả. Nhưng mà mặt tiêu cực tức là mình lại là cái người cần phải học về những cái sự ngăn nắp, cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ, rồi khéo léo. Tức là mình vừa là mình thích học cái điều đó, và vừa mình phải học cái điều đó, thì mình mới hoàn thành được cái đường đời của mình. Ok Vâng ạ. không? Vâng ạ. Ừ. Thêm nữa là sứ mệnh số 9, hai cái chỉ số quan trọng nhất là chỉ số đường đời và chỉ số sứ mệnh. Thì cái chỉ số sứ mệnh ấy, nó là cái chỉ số mà cái đường đời nó là bao trùm rồi nhá. Cái đường đời nó là cái tính cách, nó là con người của mình, nó là cái hướng đi của mình. Còn cái sứ mệnh nó là phương tiện, nó là mục tiêu của mình trên cái con đường đấy. Đấy nhỉ? Thì với sứ mệnh số 9 ấy, thì mình phải dành cả cuộc đời của mình để làm cái việc gì đó liên quan đến giúp đỡ mọi người này, liên quan đến hỗ trợ mọi người này, liên quan đến cái việc mà cống hiến này cho cộng đồng, giúp đỡ cho những người xung quanh mình họ thành công, họ phát triển. Thì chỉ khi nào mình giúp đỡ mọi người được thì mình mới thành công được thôi. Còn nếu mà mình lo cho bản thân mình thì mình sẽ không thành công. Ok Thầy không? ơi, hơi ồn thầy ơi. Ok chưa? Rồi ạ.
Ok nhé, thì Dạ. em có hai cái mũi tên tốt, mũi tên 147 và mũi tên 789. Thì mũi tên 147 là cái mũi tên gọi là thực tế, cho nên là mình là cái người rất là thực tế, mình ít mơ mộng, ít viển vông. Đấy, ít những cái gọi là bay bổng. Đấy, cái điều đấy là khá là tốt. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái mũi tên năng động, mũi tên 789 là khiến cho mình hành động tốt. Tức là mình nghĩ cái gì ấy, là mình đưa nó vào trong hành động luôn. Đấy, là mình bắt tay vào hành động luôn. Đó. Đấy, đôi khi mình không cần nghĩ nhiều mà cứ làm thôi, làm. Và là cái người mà gọi là chăm chăm làm, thích làm việc, không thích chơi. Cái người này Vâng không thích ạ. chơi, thích làm việc hơn là thích chơi. Không thích giải trí mà thích làm việc nhiều hơn. Đúng không? Vâng ạ. Thêm cái điều nữa là với cái con người như này ấy, thì về cơ bản thì mình sẽ thích những công việc liên quan đến chuyên môn, ví dụ như là kế toán, ví dụ như là những cái việc liên quan đến hành động, liên quan đến thể chất đó, đấy, liên quan đến kỹ thuật đó, thì mình là cái người kỹ thuật, làm kỹ thuật rất tốt. Tức là kỹ thuật ở đây ý là chuyên môn ấy. Mình đào sâu, nghiên cứu sâu một cái chuyên môn nào đó. Chứ còn nếu mà bảo là học tập thì mình đôi khi mình cũng không thích học tập lắm. Đấy, bảo là học lý thuyết nhiều khi mình không thích lắm đâu. Đấy, đôi khi là Đúng rồi cái ạ. trí nhớ của mình nó không tốt lắm. Đúng không? Đúng rồi ạ. Cho nên Vâng nhiều ạ. khi cứ học trước quên sau, học sau lại quên trước. Đấy. Thì bắt buộc ấy, là mình phải học bằng một cái cách đấy là học bằng trải nghiệm. Tức là mình cứ làm thôi. Xong bắt đầu nó rút ra bài học và từ đấy rút ra Đúng kinh rồi. nghiệm. Em chỉ thích học thực hành, em không thích học lý thuyết. Đúng rồi. Đấy. Cái người này là cái người của thực hành mà, của thực tế mà. Cho nên là Vâng. mình thích những cái gì đấy nó thực tế. Chứ còn thần số học này nói chung là mình cũng không tin lắm đâu. Nói chung là mình nó cũng không không phải là cái mà mình ghét, nhưng mà mình cũng không thực sự là tin nó khi mà mình chưa trải nghiệm. Còn nếu mà mình trải nghiệm rồi, Vâng. nó thấy là ô có mỗi ngày sinh với họ tên thôi mà ông này ông chẳng nhìn thấy mặt mình, mà ông nhìn thấy mấy con số mà ông đọc ra manh vách, thì chứng tỏ thì nó phải có cái gì đó, thì khi mình trải nghiệm rồi thì mình mới tin, đúng Vâng ạ. không? Ok nhé, thì mình cũng là cái người khéo tay, khéo tay và thích làm những cái việc mà nhỏ nhỏ đấy, thích làm những cái thứ trang trí này kia. Đấy, và cũng có khả năng tự nghiên cứu, tự học tập và có khả năng quản lý tốt, lãnh đạo thì cũng ổn, nhưng mà cần phải rèn luyện thêm. Khả năng lãnh đạo thì cần phải rèn luyện thêm, nhưng khả năng quản lý của em là cực kỳ tốt đó. Tức là Vâng ạ. sắp xếp quản lý những cái công việc, khi mà em được giao việc ấy thì em là người làm việc cực kỳ có trách nhiệm, đúng không? Đúng rồi. Mà em muốn làm nhanh, người ta đã giao là ngày mai phải có kết quả luôn. Đúng rồi đấy. Khả năng hành động của em rất là nhanh và luôn luôn tập trung vào mục tiêu đấy, cho nên là đôi khi á, đôi khi là mình quên mất cái cảm xúc của người khác, dẫn đến tình trạng là đôi khi là mình cứ nghĩ một chiều thôi, mình nghĩ một chiều, mình nghĩ là mình làm như vậy thì mọi người sẽ yêu quý mình, mọi người sẽ thích mình, nhưng mà thực ra không phải. Đôi khi mình cũng phải khéo léo một chút, đôi khi mình cũng phải thảo mai một chút, mình cũng phải biết cách nịnh, biết cách khen họ một chút đấy, chứ còn mình thẳng quá nhiều khi lại khó. Đúng rồi, em đang vướng cái này đấy nhỉ. Em đang thấy có nghĩa là em rất là thẳng nhưng mà em lại không thấy người ta thảo mai người được việc, nhưng tại sao em không thể thảo mai được? Như em thấy em nhìn lên mình nên cần có ai Mình đấy mà nhìn mình mấy cái phải thằng học thảo học mai mà hỏi từ đấy. mấy cái thằng mà chém gió nó mình ghét lắm. Sao Đúng mình rồi, đúng rồi, em sao ghét mà lắm. mình ghét nó, là sao mình làm được như nó được, đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy. Vâng. Thế thì về cơ bản thì mình là cái người cũng là khá là hiền lành, không có hay cãi cọ, không có hay hay gọi là mình có phản đối nhá. Cái tính cách của mình ấy, đôi khi mình có phản đối nhá, mình để trong lòng thôi, tức là mình vẫn nghe. Đấy, mình vẫn nghe, vẫn lắng nghe. Đấy, nhưng mà Vâng. mình không có làm theo. Tức là mình phản đối kiểu ngầm ấy. Đấy. Chứ Đúng rồi ạ. Hiền thì hiền đấy, nhưng mà lại hơi thẳng, cho nên là mình không khéo miệng. Đó.
đúng rồi, đúng rồi, nên em không không được lòng những người người mà gọi là thích nịnh bợ. Đúng rồi. Đấy, mình sẽ không được lòng những cái người mà thích khen đó. Mình cũng không phải là người thích khen đó. Mình thích cái gì đó nó mang tính chất thực chất. À, ví dụ mình mua đồ chẳng hạn thì mình sẽ không không quan tâm về hàng hiệu hay không hiệu, quan trọng nhất là chất lượng của nó phải tốt. Đấy. À, mình sẽ so sánh giá cả, mình sẽ kiểm tra về mác, kiểm tra về chất lượng, chất liệu. Đấy. Nói chung là tốt là được. Quan trọng của mình là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Kiểu kiểu vậy. Chị ba ơi, đóng cửa cho bố, đi ra đi vào không đóng cửa cho bố à. Thì cái chỉ số thiếu của em kìa, nó chỉ số thiếu của em là số 5 ấy, và đây là cái chỉ số mà em học cả cuộc đời của em ấy. Đấy, thì em thấy là kể cả bên chỗ bài học cuộc đời em có nè, thiếu một loạt bốn cái chỉ số bài học kìa, tức là mình phải học các cái chỉ số kìa, 1, 4, 6, 7 này. Đó, thì cái chỉ số thiếu đầu tiên mà em cần phải bổ sung, đây là cái để mà sửa cái lỗi mà bây giờ em đang mặc, đang gặp này. Bởi vì với cái người như của em ấy, về cơ bản là em khá là tốt. Nói chung là cái số của em là khá là tốt, nó không có một cái lỗ hổng nào cả. Tức là nó không có cái gì quá xấu cả nhá. Cái số của em là số có hai cái mũi tên tốt và không có mũi tên xấu. Thì đấy là cái vốn mà gọi là em được sinh ra em có, cái đấy đấy là tốt nhá. Đấy. Quan trọng nhất là mình phải biết kích hoạt những cái bộ số đấy. Các cái bộ số này nó không tự nhiên. Mặc dù là mình được trao một cái món quà nhưng nó không tự nhiên mà nó có, mình phải kích hoạt, biết kích hoạt thì nó mới 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 xuất hiện được. Đấy, và có người ấy thì họ họ may mắn, họ ngẫu nhiên hoặc là họ tự kích hoạt được. Có những người thì phải trải qua những cái đau đớn, những cái vấn đề trong cuộc sống, những cái bài học trong cuộc sống. Cuộc đời nó phải tát cho mình mấy cái thì bắt đầu mình mới ngộ ra, mới nhận ra, thì lúc đấy mới biết cách kích hoạt. Ok không? Vâng ạ. Thế thì cái bài học của em ấy, đấy là đầu tiên ấy, đấy là kích hoạt con số 5. Cái chỉ số thiếu đầu tiên của em là con số 5. Kích hoạt con số 5 bằng cách nào? Ghi xuống cái này quan trọng này. Đây là giải pháp. Anh không Vâng ạ. biết là em, anh chưa từng gặp em, anh cũng không nhìn thấy mặt em, thậm chí là cái tên của em đặt đấy là tên Samsung là anh cũng không biết luôn. Anh chỉ hoàn toàn dựa vào những con số để anh đánh giá, anh nói chuyện với em thôi đúng không? Vâng Đấy. ạ. Thì anh chút nữa là anh xem cái vận mệnh của em là đang ở cái giai đoạn nào, nhưng mà anh biết là với cái độ tuổi năm 87 thì em vừa mới bước qua một cái giai đoạn đỉnh cao trong cuộc đời vào năm khoảng 32 tuổi. Năm 32 tuổi, tức là cách đây khoảng độ 4 năm. 4 năm tức là năm khoảng độ 2018 2019 gì đó. Thì lúc đó thì em sẽ làm những việc liên quan đến gia đình, sinh con. Đấy. Vâng ạ. Có đúng không? Vâng. Cách đây 4 năm là lập gia đình hay là sinh con hay là kiểu kiểu liên quan đến gia đình. Vâng, gia đình, sinh con, công việc Thì năm đều 2 có hết anh ạ. à, đấy. Thì lúc đấy á, là mình thấy là cái năng lượng của mình rất là tốt, rất là vui vẻ, hoạt bát, thoải mái, sung sướng. Đấy, cách đây khoảng độ 4 năm, 4 đến 5 năm gì đó thì em sẽ Đúng thấy rồi. là cuộc sống của em rất là thoải mái, dễ chịu, sung sướng, may mắn. Vâng. Đó. Tuy nhiên thì qua cái đỉnh cao năm 32 và 33 tuổi đó thì bắt đầu em nhìn thấy có những cái vấn đề nó xảy ra liên quan, thứ nhất đấy là về tình cảm gia đình, cái thứ hai nữa là về kinh tế. Đấy. Bắt đầu từ năm năm số 1, năm số 2 là năm 2021, năm 2020, 2021, 2022, gần như là 3 năm, Nó sẽ tăng dần anh ạ. 6 7 6 7 là 10 13 13 năm số 4 đúng rồi. Năm năm cá nhân của em năm nay năm số 4 cho nên em đang ở đáy của năng lượng. Cho nên là 3 năm vừa rồi là em cứ thấy là mình cứ lao xuống lao xuống lao xuống này. Mình mất cả về về kinh tế này, kể cả về sức khỏe này, kể cả về các cái mối quan hệ xung quanh này. Em cứ thấy nó Đúng rồi. mình cứ bị mất đúng không?
mất tiền mất này. hết, và đến bây giờ là không còn một cái gì, từ kinh tế này, gia đình này, con cái này, mối quan hệ này, chữ tín này, em mất hết đến thời điểm này, Ok không? gọi Đấy. gọi là thảm hại luôn đấy. Có nghĩa Em là bây giờ nó gọi là nó đang gọi là đấy. nó là đáy đáy cống luôn, chứ không phải là Đấy gọi là không. vũng bùn nữa đâu. Đúng rồi, và chúc mừng em. Chúc mừng em, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là đáy rồi, tức là không đáy được nữa đâu, và bây giờ nó bắt đầu ngóc đầu đi lên. Thì mọi người đang bảo em là năm nay là năm tam tai, sang năm thái tuế, mà em bảo là em còn cái gì nữa đâu, em còn sang năm, nếu mà năm thái tuế thì em còn mua cái thân xác này nữa, chả nhẽ nó đứt nốt cái thân xác này nữa. Thì em có đồng ý rằng là nếu như mà chỉ nhìn những cái con số này mà đọc ra được cái vị của em như vậy thì chứng tỏ nó cũng phải có một cái ý nghĩa nào đó, đúng không? Đúng rồi ạ. Thì em có tin rằng nếu như mà mình nắm bắt được thiên cơ rồi thì cái việc mà mình xử lý vấn đề thì dù sao nó cũng dễ chịu hơn, đúng không? Đúng rồi. Nói ví dụ như này, nếu như em biết là mùa đông nó sẽ tới thì em sẽ chuẩn bị cho mùa đông. Chuẩn bị áo ấm, chuẩn bị nhà cửa, đúng không? Vâng ạ. Đấy. Thì khi mà em biết là cuộc đời của em nó sẽ chuẩn bị là gì ạ? Nó sẽ có những cơn sóng nó đến nó vùi dập mình, thì thay vì mình chống cự nó thì mình đón nhận nó. Mình dựa theo con sóng của mình đi. Thì ít nhất ấy thì mình cũng, ví dụ như là cái hôm trước ấy là anh ra anh bơi biển. Anh bơi ngoài biển ấy, tức là phi ra biển để bơi, nhưng mà cái sóng nó to quá, sóng nó cao 2 3 mét này, cao 2 mét. Thì mình không thể nào bơi ra được, mình cố gắng mình bơi ngược sóng thì không thể nào bơi được. Thế mình đành sau một thời gian, sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ vật lộn với con sóng, thì bắt đầu mình chấp nhận nó, bắt đầu mình thả lỏng người ấy, bởi vì lúc đấy mệt quá rồi. Mình dùng hết sức rồi, Vâng. mệt quá rồi, bắt đầu thả lỏng người ấy, bắt đầu con sóng nó đánh mình nó dạt đi đâu rồi dạt. Và lúc đấy người nó vẫn nổi. Người nó vẫn nổi và sóng nó đánh mình vào bờ, mình không không ra được nữa. Nhưng mà ít nhất là mình không bị mất sức. Đấy. Vâng. Thế thì đôi khi á mình ấy là mình cứ mong muốn là mình phải đi ra xa bờ, mình cứ mong muốn kiếm được nhiều tiền, mình cứ mong muốn được nhiều này, mong muốn điều kia, nhưng mà cái giai đoạn này là giai đoạn sóng nó đang đánh vào mà mình lại cứ gồng mình lên để mình chịu trận thì mình chết rồi. Nhưng khi mình Vâng. biết điều đó thì mình sẽ làm sao, thả lỏng người ra, đón nhận à, mình xuống là chuyện bình thường, mình thất bại là chuyện bình thường, thất bại kể cả tình cảm thế kia là bình thường. Mình quay trở lại mình học cái bài học gì? Bởi vì như này, cái giai đoạn này là giai đoạn là cuộc đời nó cho mình một cái bài học. Và mình phải xem được cái bài học của cuộc đời nó muốn nhắn nhở của mình là gì. Thì ở đây nó có nói luôn rồi, khỏi phải thực tế là mình khỏi phải trải nghiệm thì cũng học được, nhưng mà vấn đề không có trải nghiệm thì không bao giờ mình thấm được. Nếu như mà em không xuống xuống đáy ấy, thì không bao giờ em nghe về thần số. Đúng Đúng không? rồi. Nếu như em mà nghe cái bài này cách đây 2 năm là em chả tin đâu. Đúng Nhưng mà rồi. bây giờ em nghe, bây Em gạt giờ đi thì luôn. anh nói đến đâu là em thấy nó chuẩn đến đấy, không khác một tí nào. Đấy. Nó đến đâu thâm tới đấy phải không? Bởi vì mình trải Nó qua lên quá đầu thấm nhiều đến đây, rồi. Hôm qua đọc mà chả hiểu cái gì, thôi vứt đấy, thằng thèm vào đọc nữa. ừ Xong chả rồi hôm thèm. nay anh nói đến đâu em thấm đến đấy, kể cả tính cách, kể cả tất cả tần tật những cái mà nó đang đến với em nhá, thì em thấy đến đâu thấm đấy, không thoát được một từ nào. Có chuẩn Không khác từ nào. Đấy thì bây giờ là nói về giải pháp, bởi vì như này, khi nào em tin rồi ấy thì anh nói giải pháp ấy thì em mới làm. Bởi vì em không tin ấy, anh nói giải pháp em không làm, mà em không làm ấy thì ạ. cuối cùng thì cái gọi là người ta bảo thiên cơ bất khả lộ, mà mình lộ thiên cơ rồi mà lại không, cái người nghe mà họ không làm theo ấy thì nó gọi là bị quả báo, tức là anh đã bị quả báo. Cho nên nếu mà anh nói ra cái giải pháp mà em không làm ấy thì là gọi là dạng là anh là chết. Cho Vâng ạ. nên là về cơ bản là anh sẽ rất là ngại khi mà anh nói về cái thiên cơ đấy. Còn ở trong này thì nó có ghi chú, nó ghi hết hết rồi, em nghiên cứu em đọc sẽ ra thôi đấy. Thì với cái chỉ số thiếu số 5 ấy thì em bấm vào cái con số 5, chỉ số thiếu số 5 ấy, nó sẽ nói rất là rõ em cần phải làm cái gì. Đấy. Đây, kéo xuống dưới nhá. Nó ghi rõ nhá. Đấy. Mạnh dạn rũ bỏ cách sống ù lì thụ động để hòa nhập vào thế giới xung quanh. Những người này ấy, tức là cái chỉ số thiếu số 5 ấy, tức là mình phải khắc phục cái điều này.
Tức là bằng cách là gì ạ? Là mình phải đi đó đây nhiều hơn, phải đi nhiều hơn, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là phải cảm nhận được cái sự thay đổi của tâm trí của mình. Tức là mình xem là cái tâm trí của mình nó thay đổi như nào, cái tư duy của mình nó thay đổi như nào. Đấy, được chưa? Đấy. Rồi Bởi ạ. vì cái con số 5 ấy, đại diện của con số 5 đấy là sự di chuyển, sự thay đổi, sự chia sẻ, sự kết nối. Đấy là những cái đặc trưng của con số 5. Để mà kích hoạt được con số 5 thì việc đầu tiên là phải di chuyển nhiều, đi lại nhiều, đừng có ngồi một chỗ. Được không? Rồi ạ. Thiếu con số 5 nó sẽ khiến cho mình ù lì và đôi khi mình ngại ra đường, mình thích ở trong nhà, mình thích ngồi một mình, kiểu kiểu nội tâm á, thì nó sẽ không tốt để mà kích hoạt con số, không kích được hoạt con số 5 được thì em sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Được chưa? Vâng ạ. Cho nên là gì ạ? Là phải đi đó đây nhiều hơn. Cái thứ hai là phải gặp nhiều người. Gặp nhiều người và việc của mình ấy, khi mà gặp họ ấy, gặp cái người giỏi hơn mình ấy, thì mình ngồi mình lắng nghe. Được chưa? Gặp cái người kém hơn Vâng. mình, yếu hơn mình thì mình phải chia sẻ. Ok không nhỉ? Vâng. Tiếp theo nữa đấy là gì ạ? Con số 5 là con số của sự thay đổi. Nó liên tục thay đổi. Cho nên là thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống. Như nhà Phật nói câu là gì ạ? Là có hai cái định luật nó gọi là vượt trên các định luật khác, đấy là vô thường và vô ngã. Thì vô thường tức là gì ạ? Là không có cái gì mà giữ nguyên một chỗ hết đấy. Lúc nào nó cũng thay đổi. Vô thường tức là không có gì bình thường ấy. Lúc nào nó cũng phải thay đổi. Một vạn vật nó đều thay đổi. Đấy. Cho nên là mình chấp nhận được cái gì là gì ạ? Là cái sự thay đổi là cái chuyện tất nhiên nó sẽ đến. Nếu còn cái bản tính của mình ấy, đôi khi là mình sợ sự thay đổi, đôi khi mình không thích sự thay đổi. Mình làm cái gì mình cũng làm lặp đi lặp lại. Ví dụ mình đi ăn mình cứ thích ăn cái quán quen. Mình làm những công việc là mình thích làm những cái việc quen. Mình không thích làm những cái việc gì đó nó lạ, nó mới. Nghe cảm giác nó có thể nó sẽ nguy hiểm. Thực ra là mình chỉ đơn giản là mình không thích thôi, chẳng phải sợ gì đâu. Nhưng mà mình không thích những cái gì lạ thì bây giờ mình phải bắt đầu thay đổi. Ok không nhỉ? Vâng ạ. Chơi với những người mới, gặp gỡ những người mới, đi làm đi con đường mới, đừng đi làm con đường cũ nữa, ví dụ thế, đừng làm cái việc cũ nữa, làm cái việc mới đi, kiểu kiểu như vậy, rồi ăn những món ăn mới, rồi học những cái bài học mới, học những kiến thức mới, nói chung là nó phải có cái gì đó khác đi, đừng làm những cách cũ nữa. Thì mình sẽ thay đổi, được chưa nhỉ? Vâng ạ. Rồi thêm cái điều nữa đấy là đấy, ở đây nó là bài học thích ứng với bất kỳ lề thói hoặc hoàn cảnh nào. Đó. Đó, tức là cái việc là mình phải thích ứng, thích nghi với tất cả hoàn cảnh, kể cả cái hoàn cảnh đấy là xấu, hoàn cảnh đấy là xấu, nó không tốt thì mình cũng phải thích nghi và chấp nhận nó. Cái việc ở đây, cái từ khóa đây nó từ khóa chấp nhận. Ví dụ như là em nói là bây giờ em mất hết, chẳng còn cái gì, thì cái đầu tiên mà em cần phải làm đấy là em chấp nhận nó. Chấp nhận đấy là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành của em. Được chưa? Vâng ạ. Với thần số học ấy thì người ta chia cuộc đời của người ra có 3 phần thôi. Phần thứ nhất là gọi là phần thiếu niên. Phần thiếu niên thì nó không phải tính theo tuổi đâu, mà nó tính theo theo sự phát triển của tư duy. Có những người ba mấy tuổi vẫn chưa trưởng thành. Được chưa? Đấy. Vâng. Thế thì với cái thần số học nó chia làm 3 giai đoạn: thiếu niên, phần trưởng thành và phần viên mãn. Thế phần thiếu niên gọi là phần phần đầu đời của em thì nó kéo dài Vâng. cho đến năm 32 tuổi. Đó. Đến năm 32 tuổi bắt đầu mới gọi là trưởng thành. Đó. Chứ còn trước 32 tuổi thì thực tế là mình cũng không có một cái gọi là vượt trội, hay là không có một cái đỉnh cao, không có một cái gì đó quá nổi bật, rất là bình 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 bình. Đúng rồi ạ. Nhưng mà đến năm 32 tuổi thì bắt đầu em bị va vấp nhiều hơn. Tức là trong cái giai đoạn quanh quanh cái độ tuổi đó thì em sẽ bị va vấp nhiều hơn và những cái bài học nó đến. Và bây giờ em đang trải nghiệm bài học rất là sâu sắc. Và nên biết ơn những cái bài học đó, kể cả là những cái Vâng. mất mát đó, biết ơn nó, bởi vì sau này em sẽ có những cái đỉnh cao nó còn lớn hơn nữa. Năm Vâng 41 ạ. tuổi em sẽ có một đỉnh cao rất là mạnh. Tức là từ bây giờ trở đi
là em sẽ đi lên, mặc dù là đi lên nó vẫn có cái sóng hồi nó xuống một chút. Ví dụ năm nay là số 4, năm sau là số 5, năm sau và năm sau nữa em sẽ phát triển cực kỳ tốt, nhưng năm sau nữa thì lại đi xuống một chút, và sau đó thì em sẽ có 3 4 năm gọi là đỉnh cao cuộc đời, và đây là gần như cái đỉnh cao chói sáng nhất. Tất nhiên là không phải là cuối cùng, nhưng mà nó đỉnh cao mà ở giữa cái sự nghiệp, là đỉnh cao năm 41 tuổi. Với đỉnh cao này thì khi đó thì tiền bạc không thành vấn đề đối với em, lúc đó thì em có tiền, thậm chí là kiếm tiền một cách rất là dễ dàng, và thậm chí nó còn thụ động, tức là mình không không làm mà vẫn có, hoặc là làm ít mà vẫn được nhiều đó. Vâng. Thì 41 tuổi, tức là cách còn khoảng độ tầm 5 năm nữa, thì bây giờ mình phải là cái quá trình để chuẩn bị cho lúc đó, mà mình không thay đổi thì lúc đấy nó chẳng có gì cả. Ok Vâng. không? Thì tự nhiên đấy, tự nhiên em sẽ thấy nó sẽ có những cái sự dẫn dắt em đi. Ví dụ như là ngày hôm nay em gặp anh là một cái gì đó hữu duyên, đúng không? Đấy. Vâng. Năm 32 tuổi em lập gia đình, tự nhiên nó đến mà. Em cũng không có chủ động. Năm 32 loanh quanh trong cái khoảng năm đó thì em sẽ sinh con, kiểu kiểu vậy, có gia đình và sinh con trong khoảng từ 30, 31, 32 gì đó thì em sẽ sinh con. Đấy, có chồng sinh con, lấy chồng sinh con. Đấy. Thì tự nhiên nó đến như vậy. Tự nhiên nó như vậy. Vâng Chứ mình cũng không 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 cố, không định gì cả. Đó, thì nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ có cái duyên nó dẫn dắt mình. Quan trọng nhất của mình đó là chấp nhận. Cái từ đấy là từ từ đón nhận, đón nhận. Đó. Thế thì em back lại một chút đi. Thì cái năm nay của em thì về cơ bản nó chưa phải là cái năm mà kiếm được tiền, cũng chưa phải là năm để mà em phát triển một cách rực rỡ, nhưng năm nay nó là năm bản lề. Bởi vì sao? Bởi vì năm nay nó là đáy của đáy rồi, nó không đáy được nữa. Đấy, rồi, có nghĩa là năm nay là cái năm mà 2023 này đúng không anh? đúng rồi, em bấm xong còn vận hạn đi, em back lại một cái. Rồi, nhấn vào vận hạn cuộc đời. Rồi, kéo xuống. Đây, từ 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 kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Đây, bấm vào cái tháng, cái năm ở giữa đi. Bấm vào năm từ đấy, đúng rồi. Như vậy là với như trong phần mềm nó xem ấy, thì là hiện nay em vẫn đang nằm ở trong năm số 3. Tức là đến tận tháng 4 năm 2023 ấy, thì em vẫn đang nằm ở năm số 3. Đến từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 mới nằm nằm ở tháng vẫn nằm ở số 4. Thì em nhìn thấy cái biểu đồ của em là gì ạ? Là năm ngoái năm kia là nó bắt đầu nó đi xuống không? Vâng. Và năm nay thì nó xuống nữa đúng không? Vâng Đấy. ạ. Và từ tháng 4 năm 2022, tức là đến bây giờ là được 10 tháng rồi, được 9 tháng, 9 10 tháng rồi, 9 tháng rồi. Vâng. Thì Chín trong tháng. trong cái giai đoạn này ấy, thì em sẽ gặp một cái vấn đề nữa liên quan đến thị phi, tức là sẽ có nhiều người hoặc là sẽ có một số người họ nói xấu em, họ đặt điều, họ nói em thế này thế kia, họ xì xào bàn tán sau lưng em mà có thể em biết hoặc không biết, có không? Cái này là em biết trước luôn anh ạ. Biết trước luôn là như nào? Những cái điều thị phi chắc chắn sẽ đến. Tại vì với cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ là những cái điều thị phi này nó chắc chắn sẽ đến với em ở trong vòng do em bây giờ đưa ra một cái quyết định, và cái quyết định này sẽ dẫn đến những cái điều thị phi của em này nó sẽ dẫn đến trong vòng tháng sau nữa, có nghĩa phải sau 2 3 tháng nó mới phai dần. Tức là nó đang có rồi, bây giờ nó chưa phai thôi. Bây giờ mới bắt đầu, có nghĩa là trước là nó cách đây 2 3 tháng là nó đã có rồi đấy, và nó đã có rồi, nhưng mà với cái đó là cái gọi là em cũng chưa có đưa ra cái quyết định, nó chỉ là Mỹ thôi. Nhưng mà từ ngày hôm từ trong bắt đầu từ bây giờ này, từ hôm nay này, em đã đưa ra cái quyết định này, thì em nghĩ những cái điều thị phi đấy nó sẽ lan dần ra 2 3 tháng nữa, mà cái điều gì đấy đấy mới là to. Rồi, ok. Thì cái đầu tiên ấy, đấy là gì ạ? Là đến 20 tháng 4 là đến sinh nhật em đúng không? Đến 20 tháng 4 2023 là em sẽ giảm dần, giảm bớt được cái thị phi, tức là từ bây giờ đến lúc đấy thì vẫn còn chấp nhận.
vẫn phải chấp Vâng. nhận là vẫn bị thị phi, tức là vẫn bị Vâng. người ta nói xấu, bị người ta nói sai, người ta đặt điều, người ta nói mình đó, ok Vâng, đúng không? rồi ạ. Đó. Tuy nhiên thì cũng là cái năm 2023, 2022, 2023 này thì tự nhiên là cái việc của em, tức là mình thì mình muốn yên, mình là mình muốn gọi là trời yên biển lặng, không ai đụng đến mình. Nhưng mà thực tế là gì ạ, lại có nhiều người họ đụng đến mình, nhiều người họ hỏi mình, đúng Đúng không? rồi. Ừ. Mình thì mình không muốn ai gọi là xì xào, không muốn ai nói với mình, không muốn ai đụng đến mình, không ai biết đến mình. Nhưng mà cuối cùng là gì ạ, là tự nhiên có những cái người ở đâu, hoặc cái người mà rất lâu thì không nói chuyện, hoặc là đại khái thì họ lại gì ạ, họ lại nhắc đến mình đó. Thì nó Đúng gọi rồi. là một sự nổi tiếng mà không 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 chủ động. Đấy, chủ động mình không chủ động nhưng mà nó vẫn cứ nổi tiếng. Nếu mà Đúng rồi, mình đóng em là gọi là nằm trong thế bị động nhưng mà người khác làm cho em chủ động luôn. nổi tiếng một cách bị động đấy. Đúng rồi. Thế thì về cơ bản ấy, nếu như mà em nắm bắt được cái điều này sớm hơn ấy, thì em sẽ chủ động nổi tiếng. Mình tận dụng này, ở trên TikTok ấy, nó ở trên TikTok hoặc là ở trên Facebook hoặc là ở trên giới showbiz ấy, nó còn chủ động tạo ra scandal để gì ạ? Để báo chí nó vào cuộc để chửi. Đấy. Đấy. Vâng. Thì có một số người ấy, là tự nhiên cái năm đấy của họ ấy, là bị bóc phốt, xong đầu là lộ clip, xong rồi báo chí nhảy vào sùi tỏ này. Đấy, thì họ cũng ở năm cái số 3 này giống như em này. Đấy, tuy nhiên thì em không phải giới nghệ sĩ, cho nên là cái độ nổi tiếng của em nó chỉ so với ngày xưa nó hơn một tí thôi. Đấy. Vâng. Nhưng mà nó sẽ bị cái trường hợp nó gọi là bị động như vậy. Còn có những người họ biết là năm nay kiểu gì cũng nổi tiếng, làm sao ạ? Họ chủ động tự bóc phốt mình luôn. Đấy, và khi đó thì sao ạ? Khi đó thì họ lại biết cách để lái cái dư luận đi theo cái chiều hướng mà họ họ mong muốn. Đúng không ạ? Đấy. Và với cái con số 3 ấy, nó là cái con số của trí tuệ. Cho nên cái năm từ tháng 4 2022, tháng 4 2023 ấy, là cái năm mà em sẽ có rất nhiều các bài học và em sẽ học được rất là nhiều điều. Đấy. Đúng rồi. Những cái bài học này nó có thể nhá. Những bài học bởi vì em là đường đời số 4, cho nên em học bằng những trải nghiệm. Cho nên là có thể những cái bài học này nó sẽ mang lại cho em những sự đau đớn, đấy, những sự dằn vặt ở trong cái mặt gọi là tâm lý, trong đầu óc của mình. Chuẩn luôn anh ạ. Có không? Chuẩn luôn, Chuẩn không luôn sai một tí nào. à? Đấy. Rồi năm số 4, xong rồi đến đường đời số 4, gặp năm số 4, xong đầu lại năm thế giới lại số 7 nữa, thì em đi xuống đáy một cách rất là ngọt ngào, là đúng rồi. Bây giờ xuống xuống đáy là phải, không có tránh đi đâu được, không chạy đi đâu được, Nhưng mà hiện tại là em đang ở đáy rồi đúng không? Trong trong có nghĩa là năm theo 2022 này tháng 20 tháng 4 không chưa đến hết 2022 đâu, đến đáy là đâu, nó còn 2023 là em là đang xuống đáy, nó bắt đầu qua cái đợt này em bắt đầu lên dần đúng chưa lên được đâu, vẫn còn xuống nữa kia kìa. không? À, thế ạ. Nó xuống đến tận năm 2024 Ôi trời. kìa. Chưa ăn thua gì đâu, em vẫn chưa học được bài học đâu. Bài À, vẫn xuống nữa. học nó chưa đủ thấm với em đâu. Ôi trời. Em vẫn còn phải xuống nữa. Nhưng mà cái đầu tiên ấy, cái tin vui dành cho em là như này. Nó xuống ở đây á, là nó xuống để cho em bài học. Cho nên khi mà em đã chuẩn bị cho mình rồi, giống như anh nói lúc nãy á, là khi mà anh đã chuẩn bị rồi ấy, thì khi mà anh nhìn thấy cơn sóng, anh nhìn thấy cơn sóng dữ, thay vì mình chống lại nó thì mình hãy gì ạ? Mình thả lỏng người để mình lợi dụng cái sức của nó đấy, để mà gì ạ? Để mà mình di chuyển được nhanh hơn đó. Thay vì là mình đặt mục tiêu là kiếm được nhiều tiền, là đi ra xa bờ, thì mình đặt mục tiêu là gì ạ? An toàn đi vào trong bờ. Rồi. Thì với cái năm số 4, tức là năm từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 kia kìa. Đó, em bấm sang cái năm tiếp theo. Đấy. Đây. Trường năng lượng năm nay không được thuận lợi, con người bạn sẽ luôn cảm thấy khó chịu, bất an. Đấy. Đôi khi mình mạnh mẽ quá mức hoặc bốc đồng quá thì cũng không tốt.
Ừ. Vâng. Năm nay sẽ có những cái vấp ngã xảy ra với bạn. Chú ý đề phòng tai nạn, đánh nhau, tranh cãi. Đấy. Vì thế mình cần phải kiên trì hơn. Nó cũng là năm mà ý chí, lòng quyết tâm của mình được thử thách. Đó. Thì Rồi trong cuộc sống thì không thể tránh được những cái trường hợp như này. Kể cả những người thành công thì họ cũng đều trải qua những cái gian khó. Và đây nó là cơ hội để cho mình rèn luyện. Ok không? vâng ạ. Đấy. Cái trường năm năng lượng năm số 4 này, tức là năm năm nay và năm sau, về cơ bản nó đã bắt đầu với em từ bây giờ rồi. Thì cái trường năng lượng nó không thuận lợi ở khía cạnh công việc, gia đình và các mối quan hệ. Đúng rồi. Công việc cũng bị ảnh hưởng, gia đình cũng ảnh hưởng, các mối quan hệ cũng bị ảnh hưởng, có đúng không? Đúng rồi. Đấy, anh đọc ở trong kia anh có nói gì đâu. Việc tu tâm dưỡng tính ở giai đoạn trước hoặc bây giờ sẽ làm cho bạn vượt qua năm này được dễ hơn. Tức là gì ạ? Là mình phải gì ạ? Mình phải tập trung vào tu cái tâm của mình. Cái tâm của mình là mình phải tu. Rồi. Cái này anh nói biết là gì ạ? Là nếu như mà trước đây ấy, có ai đấy bảo em phải đọc kinh này hoặc là thiền này thì chắc chắn là em sẽ không nghe. Nhưng đến lúc nào đó, đến lúc nào đó em đủ thấm thì lúc đấy bắt đầu em học thiền cho anh. Đấy. Em Rồi ạ. nếu mà em theo đạo Phật thì em đọc kinh Phật, nếu em theo đạo Thiên Thiên Chúa thì em đọc đọc Thiên Chúa. Nếu em không theo cái đạo nào hết thì em đọc một cái câu bộ câu hô Oponopono ấy. Em biết cái đấy không? Có em, nhưng em lại tín về đạo 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 Phật thì Rồi. em hay đọc kinh, thi thoảng em có xảy ra vấn đề gì em lại đọc kinh, Rồi. nhưng mà do cái tâm em nó không ổn ấy Đúng rồi. nên em chỉ đọc được mấy ngày em lại bỏ. Đúng rồi. Đấy, bởi vì là mình chưa có duyên để mình tu thì đây là thời điểm tốt để mình tu này. Vâng ạ. Được chưa? Tự nhiên đến lúc đấy mình tìm đến cái đạo Phật, mình tìm đến cái kinh Phật, mình niệm Phật hoặc là mình thiền thì tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó tĩnh hơn, nó lặng hơn. Cái cảm xúc của mình nó được xoa dịu hơn. Và lúc đấy là cái tâm của mình nó được tĩnh, cái tâm của mình nó được tu. Và nhờ cái điều đấy thì em sẽ rèn luyện được cái bản lĩnh của em. Và bởi vì sao anh nói là cái năm số 4 là năm bản lề. Năm bản lề để làm gì? Để chuẩn bị cho các năm sau. Nó là cái mùa đông của cuộc đời. Nhưng mà em có tin anh rằng là gì ạ? Là sau mùa đông thì sẽ đến mùa gì? Mùa xuân ạ? Em có tin rằng hết mùa đông thì mùa xuân chắc chắn nó sẽ đến không? Em có tin rằng là cuộc sống của em dù đi xuống đáy rồi sẽ lúc nó lại đi lên không? Cái đấy là em Em có tin luôn có anh ạ, tin không? nên em không có vấp ngã, chẳng qua là nó đến với em kiểu nó Bất ngoài ngờ. sự tưởng Bất tưởng ngờ tượng là quá mình không chuẩn nó bị đúng nhanh không? quá, Nhanh quá kiểu mình nó không chuẩn nhanh bị đúng quá nên là không? Đúng rồi. em không định hình được và kiểu nó sốc quá nên là không, người ta bắt đầu từ cái lúc nó ra trường thì nó rất là dễ, nhưng em lại bắt đầu từ cái đỉnh cao và nó sập xuống đấy, bắt đầu nên em bị hoang mang. Nên là nhưng mà em nghĩ đấy là nhiều lúc em nghĩ đấy là cái bàn đạp để em đạp lên, cũng may nhờ nó để em sẽ, có nghĩa là biết đâu đấy là cái cơ hội để cho mình phát triển sau này và Đúng thay rồi, đổi cuộc đời của mình sau này, nên em cứ chính nghĩ như xác, thế. chính xác. Cái gì đấy là vật vật cùng tất ất phản đấy, tức là vật mà đến cùng ấy, thì tất là nó phải gì ạ? Nó phải phản lại, nó xuống đáy thì nó phải đi lên, mà lên đến đỉnh thì nó lại phải đi xuống, không thể nào tránh Đúng được rồi. đấy. Cho nên là việc của mình đó là gì ạ? Chỉ có điều là mình không biết, cho nên là mình cảm thấy bất ngờ, và khi mình cảm thấy bất ngờ thì mình không kịp đối phó. Cho nên là Đúng rồi. mình mới luống cuống, mình mới đau khổ. Chứ còn nếu như mà em đã biết là chắc chắn nó đến rồi thì giống như em nói ấy, là bây giờ em ra quyết định thì kiểu gì sẽ có những tiếng xì xào và em biết điều đấy xảy ra rồi thì em không có gì ngạc nhiên, không bất ngờ nữa. Đúng không? Đúng rồi, giống như kiểu là cái anh nói đúng, giống như kiểu mọi người bảo là em là đàn bà là em phải có quỹ đen để phòng bất kỳ cái trường hợp gì ra, nhưng mà em đã trong đầu em luôn nghĩ là chồng em tốt thế, cuộc sống của em tốt thế, việc gì em phải giấu quỹ đen quỹ đỏ làm gì, chẳng bao giờ xảy ra ly hôn để mà ghét. Nhưng mà đùng một phát ngày hôm nay em đang như thế, ngày mai ly hôn trong vòng 30 phút, có nghĩa là nó sốc quá em không thể tưởng tượng được luôn ấy, kiểu kiểu đấy. Nên là mà lúc đấy là ra đi lại tay chắc mình không có một cái gì để phòng cho bản thân, và con cái hay bạn bè nó mất hết nên là em sốc, mà sốc cái đấy đấy như anh bảo vừa nãy ấy. Thì
đấy là cái tính thật thà của mình đấy, bởi vì Đúng tính rồi. tính cái người số 4 là mình rất là thật, và khi mà mình thật ấy, thì mình cũng nghĩ rằng mọi người cũng thật giống như mình, và Đúng rồi, đây em là cái nghĩ sai là lầm của như em. vậy. Vâng, Em đã đúng nhận rồi. ra cái sai lầm của em chưa? Rồi. Cái đầu tiên ấy, đó là gì ạ? Em phải hiểu rằng là mọi người đều khác nhau, không ai giống mình hết, mình là duy nhất trên cuộc đời này, đúng không? Vâng. Cho nên có những thứ mình nghĩ như vậy nhưng nó không phải vậy, có những thứ mình biết như thế mà không phải thế, có những thứ mình tưởng vậy nhưng mà nó không phải vậy đó. Cho nên cái việc đầu tiên của mình đó là mình phải mở rộng cái trí tuệ, em phải được dẫn Vâng. dắt bởi trí tuệ, gọi là anh minh ấy. Tức là người xưa cứ gọi là hoàng thượng anh minh ấy. Anh minh tức là cái người mà Vâng. có cái xử trí nó gọi là sáng sáng sủa, và nó có trí tuệ đấy. Còn cái người mà không không phát hiện ra được là nó đúng hay nó sai thì nó gọi là vô minh đấy. Vô minh tức là mình không nhìn được cái điều đấy là nó đúng hay sai, thật hay giả, thì gọi là vô minh Vâng. đó. Thế thì việc của mình nó là phải học, mình phải học học cái gì? Học để thấu hiểu con người, học để thấu hiểu người khác, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái sai của mình là gì? Sai của mình đó là gì ạ? Đặt niềm tin vào một cái người không đáng tin, đặt niềm tin vào cái người mà gì ạ? Là mình không biết họ như thế nào, cho nên Đúng là rồi. mình bị sai. Em nghĩ là ai cũng giống em. Chính xác. Em đúng rồi, như giống như em chơi với một người trong vòng 17 năm nay, tất nhiên là 17 năm nay mình chơi với nhau nhưng có những cái điều nó không tốt, nhưng mà giống như anh bảo là tốt, em không thấy em cũng để trong lòng chứ em không nói. Xong rồi đến khi em gặp một người nào đấy em chưa từng biết thì nó lại nói chuyện với em rất là hợp, thì em nghĩ nó giống em và em đi tâm sự với nó về những cái điều mà cái người 10, 10, 10, 10 người thân 17 năm của em ấy. Thế là em chỉ nói ra được có 2 hôm, nhưng ngày hôm sau cái đứa mà em nghĩ là nó giống như em, thế là nó đi loa đài phát thanh các kiểu xong đến tai cái đứa kia, thành ra em mất bạn 17 năm đấy. Đó, thì với cái ngày sinh số 4 xong lại sứ mệnh số 9 nữa thì kiểu gì em cũng bị cái tình trạng đấy. Tức là đôi khi mình cứ kiểu hơi ngây thơ. Cho Đúng nên là rồi. mình cứ nghĩ Em sẽ bỏ cái đấy, em cũng phải sửa khắc phục cái đấy nữa. bỏ cái đấy bằng cách kích hoạt con số 3. Kích hoạt con số 3 thì vừa rồi anh nói, để mà kích hoạt được con số 3 ấy, việc đầu tiên nên là học. Vâng. Trước giờ là mình nhiều khi mình ngại học, ngại đọc, thì bây giờ mình phải đọc, đọc sách này, học các kiến Rồi. thức này, ví dụ như là nghe sách nói này. Bây giờ mình thực ra là em đọc sách, em cũng thích đọc sách đấy, tức là thích đọc những cái chuyện đấy. Tức là mình, Đúng rồi. em ấy là cái người mà tỉ mỉ, cho nên em ngồi em đọc được, tức là đọc nhưng mà đọc chuyện thôi, chứ còn đọc sách để phát triển bản thân thì, hoặc là những cái giáo lý, những cái này thế kia, Đúng rồi. đôi khi mình không thích. Đúng rồi, đúng như đọc một cái câu chuyện nào em rất thích đọc, nhưng mà có đọc những cái tiết lý hay cái gì thì em lại không thích đâu. Đúng rồi, những cái liên quan đến gọi là phát triển bản thân ấy, thì mình lại không thích, mà mình lại đọc cái kiểu chuyện tiểu thuyết các thứ thì mình đọc có khi cả ngày được. Rồi. Đấy. Thế thì cái việc đầu tiên của mình đó là học tập. Đấy, như anh nói, học tập thì nó có mấy level học. Người ta bảo như này này, đi vạn đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường thì không bằng gặp vạn người. Gặp vạn người thì không bằng minh sư chỉ lối. Minh sư chỉ lối thì không bằng tự giác ngộ bản thân. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là việc đầu tiên, nhỏ nhất, thấp nhất, dễ nhất, đơn giản nhất, rẻ tiền nhất, đấy là đọc sách. Sách nó là tri thức của nhân loại, nó là kiến thức của rất nhiều thế hệ. Tuy nhiên thì sách nó chỉ là level thấp nhất thôi. Cách thứ Vâng. hai, em có thể đọc sách hoặc nghe sách nha, đều được. Hoặc là Đúng. xem video đào tạo ở trên YouTube ấy. Ok. Nha. Vâng. Cách thứ Rồi. hai đấy là đi nhiều, đi lại nhiều. Và đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, đúng không? Vâng ạ. Cứ đi nhiều là kiểu gì cũng gặp được. Em cứ đi nhiều, em ra ngoài đường em nhìn mọi người, nhìn thấy người này đối xử với người kia, nhìn người này nói chuyện với người kia là tự nhiên em học được bài học rồi. Rất là Rồi ạ. dễ. Cái thứ ba đấy là gặp nhiều người. Rồi. Cứ gặp một người như anh nói rồi, một
cái người mà mình gặp ấy thì chắc chắn họ là cái người sẽ giúp mình có một bài học gì đó. Cứ tin là điều đấy đi. Một Vâng. là mình, một là họ cao hơn mình thì mình là gì ạ? Ngồi lắng nghe họ. Được chưa? Hai Vâng. là họ thấp hơn mình thì mình chia sẻ cho họ những gì mình biết. Thì kể cả hai cái công việc này, một là lắng nghe, hai là chia sẻ, thì em đều có bài học. Vâng. Em tưởng tượng này, ví dụ như ngày hôm nay em học về thần số học, ngày mai em gặp một người nào đó mà họ không biết gì về thần số học, em chia sẻ cho họ về thần số học, tự nhiên em hiểu hơn về thần số học. Anh nói ví dụ như vậy. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà em không có cơ hội để em chia sẻ với ai cả thì em chẳng biết thêm được cái gì, em chẳng nhớ được cái gì cả. Nhưng khi em chia sẻ, em lại dở cái phần mềm của em ra, em đọc cho họ xem, hoặc là em lại kiểm tra lại, thì tự nhiên em lại nhớ thêm một tí nữa. Đó. Vâng. Cho nên là với người như em ấy, nếu mà càng cố gắng nhớ thì lại càng khó. Việc của em đó là cứ làm nhiều thì tự động nó nhớ thôi. Nha. Vâng. Cái cách để mà nhớ đó là gì ạ? Là đừng cố gắng nhớ mà cứ làm nhiều thì nó sẽ nhớ. Vâng. Rồi, gặp nhiều người thì cũng có người này người kia, cũng có người tiêu cực, cũng có người tích cực, có người giỏi người kém. Nhưng mà nếu như mà có được minh sư chỉ lối thì em sẽ đi rất là nhanh. Người ta bảo rồi, Vâng. không thầy đố mày làm lên. Bây giờ mình trong cuộc đời mình không có những cái người thầy ấy, thì nguy hiểm vô cùng. Bác Vâng. Hồ để mà đi tìm đường cứu nước, bác cũng phải đi tìm những người thầy, Lenin, Các Mác. Không gặp những cái người thầy vĩ đại thì làm sao mà Bác Hồ cứu được dân tộc. Một anh thanh niên, một cái người mà gọi là cậu học sinh, sinh viên đi ra ngoài thế giới để đi tìm cái người thầy, đi tìm cái con đường, đúng không? Rồi kể cả Vâng. như là bác Phạm Nhật Vượng, bạn có những cái người thầy rất là tuyệt vời. Không có ai trên cuộc đời này mà không có thầy mà thành công được. Đúng không? Vâng ạ. Vâng ạ. Cho nên là phải tìm cho mình những người thầy, những cái người nào họ giỏi hơn mình, giàu hơn mình, thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình, họ đều là thầy mình hết. Nói chung là kể cả là nếu mà em đọc cái cuốn truyện là ba người thầy vĩ đại thì có một người thầy nó là con chó. Con chó là người thầy bởi vì sao ạ? Bởi vì sự trung thành của nó. Người ta gọi là gì ạ? Chó không không chê chủ nghèo ấy. Con không gì đấy. Thế là gì ạ? Là con chó cũng là thầy của mình. Cái đứa trẻ cũng là thầy Vâng. của mình. Đấy. Rồi một cái tên trộm cũng là thầy của mình. Đó. Thì bất kể ai trên cuộc đời này đều có gì đó để đáng cho chúng ta học. Cho nên là ai cũng là thầy của mình hết. Tuy nhiên thì mình tìm được những cái người minh sư để mà họ chỉ cho mình cái đường lối thì đấy là điều tuyệt vời nhất. Cái này thì gọi Vâng. là cầu không được, nó gọi là duyên thì may ra thì gặp thôi. Chứ còn nhiều khi mình muốn không được. Nhiều khi bảo là tôi đưa ông 100 triệu ông làm thầy tôi, không, chưa chắc đã được. Tiền đôi khi không mua được, nhưng mà Vâng. gọi là may mắn trong cuộc đời thì mình ok nha, gặp Vâng được. ạ. Đó, cuối cùng thì mình vẫn phải hành động, mình phải làm, sau đó mình phải tự giác ngộ. Rồi. Tự giác ngộ là cái chuyện quan trọng nhất. Đấy, cho nên là gì ạ? Ví dụ như là trong này có rất nhiều phần phải đọc thì em phải nghiên cứu, đọc nhiều, đọc đi đọc lại thì em sẽ ngộ được. Đấy. Một cái bản như này mà em đọc khoảng độ 15 20 phút, 30 phút, 1 tiếng không bao giờ ra được. Em phải xác định là em phải dành cho nó vài tiếng mỗi ngày. Đó. Vâng. Sau càng về sau thì em đọc mỗi lần em chỉ đọc một cái số y chính thôi. Nhưng mà xác định một cái bản như này là em phải dành cho nó nhiều ngày nghiên cứu. Nghiên cứu đến khi nào em nhớ được cái đường đời của em số mấy, sứ mệnh số mấy, thái độ số mấy, ngày sinh số mấy, rồi các thứ. Ở trong đấy nó ghi rất là chi tiết. Việc của mình là phải nghiền ngẫm, tu dưỡng bản thân, nó làm từ bắt đầu từ cái việc này này. Nhá. Vâng ạ. Ok, có làm được không? Em làm được. Ừ. Và như anh nói đấy, là chắc chắn là trong thời gian tới
là mùa xuân nó sẽ đến với em cứ yên tâm đi. Qua mùa đông thì mùa xuân sẽ tới. Việc của mình mùa đông là gì? Mùa đông thay vì là em ra đồng em đi cấy thì cây thì nó không lớn được, cây nó không phát triển được, mà mình thì lại rét mướt. Tốt nhất là mùa đông ấy, thì là mình co vào một chút, thấy nhá. Mùa đông là mình nghỉ ngơi, mình co vào một chút, mình vẫn kiếm tiền chứ không phải không kiếm, nhưng mà mình co vào một chút, tìm cái cách kiếm tiền nào đấy nó thông minh, nó dễ dàng hơn. Nó ngồi ở Rồi. nhà mình vẫn có thể kiếm được tiền, không cần phải 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 phải, phải lao ra đồng đó. Vâng. Cái thứ hai nữa, khi mà mùa đông đến ấy, thì tránh những cái dự án lớn, tức là làm ăn lớn bỏ ra nhiều tiền, bởi vì là Vâng. bỏ nhiều tiền vào mùa đông, vào cái mùa đông cuộc đời ấy, thì nó mất hết. Vâng Đó. ạ. Tránh đưa ra những cái quyết định mà quá quan trọng trong mùa đông, đầu tư lớn thì tránh. Tuy nhiên thì nó là lúc mà đưa ra những cái bài học, cho nên là mình chấp nhận cái sự thay đổi, ok không nhỉ? Nhá. Vâng ạ. Học tập. Mùa đông là lúc để mình dành thời gian để học tập, để phát triển bản thân, tu dưỡng bản thân, rèn luyện đạo đức và bản lĩnh trí tuệ của mình nhé. Vâng. Còn tiền thì kiếm, thì nói chung là kiếm đủ ăn thì ok, chứ còn kiếm mà để dư giả, có của ăn của để và trong cái mùa đông này thì nó không có đâu. Vâng ạ. Xác định như thế cho nó dễ, và ăn tiêu tiết kiệm đi tí, vượt qua mùa đông lúc sau nó lại ngon, đến năm sau nữa lại kiếm vài trăm triệu, kiếm tiền tỷ cũng được. Quan trọng nhất là bây giờ mình phải chuẩn bị, bây giờ không chuẩn bị lúc sau chả có gì đâu, Vâng. ok chưa? Vâng. Rồi em hiểu rồi. Rồi thế nhá, thế thôi. Ừ, vâng, còn cái định hướng bản thân chính là cái mà anh vừa nãy anh nói cho em mấy cái anh đã cần đấy đúng không? Nãy vừa nói rồi đấy, Ok anh, rồi kế ạ. hoạch con số 5 với con số 3 đấy, Vâng ạ, dạ vâng. ghi xuống chưa, kịp ghi chưa, Em ghi rồi. ghi xuống, Em vừa ghi âm vừa ghi bút. ghi xuống những cái từ khóa quan trọng, nhắc lại một Vâng số ạ. từ khóa quan trọng này. Nhất đấy là nhận, là kết nối, chia sẻ, lắng nghe. Đó. Đấy, Rồi đi ạ. di chuyển, đi lại nhiều, gặp gỡ nhiều người. Đấy. Đấy là những cái từ khóa đúc rút này. Đấy, để nó kích hoạt Vâng. con số 5. Kích hoạt con số 3 bằng cách là gì ạ? Học tập. Học tập mà nghiên cứu, phát triển, đấy, thiền định. Rồi ạ. Đó. Thì đấy là những cái từ khóa giúp em sẽ cân bằng lại cuộc sống của mình. Đầu tiên mình phải cân bằng lại. Mình đang đang cắm đầu lao lao đầu xuống dốc thì mình phải hãm lại đã, mình phanh lại đã, xong bắt đầu mới tìm hướng, tìm đường, tìm cơ hội để mình leo lên chứ. Bây giờ đang lao xuống vực phải dừng lại đã, phanh lại đã, phải có cái gốc cây nó bám vào đã, đúng không? Rồi ạ. Xong Vâng ạ. bắt đầu mới tìm cái chỗ để mà leo dần lên, Rồi, em hiểu ok chưa? rồi. Dạ vâng ạ. Đấy. Nhưng mà Nghe đến đâu thấm đến đấy hiểu hết ạ. Có một cái điều này anh nói rằng là gì ạ? Với cái ngày sinh, con số ngày sinh của em ấy, về cơ bản nhé, nó là ngày sinh đẹp. Số ngày sinh của em là số đẹp, không hề xấu một tí Vâng. nào hết. Cái quan trọng nhất đấy Vâng. là mình phải có cái niềm tin vào bản thân mình. Đấy. Và sau này ấy, là em sẽ là cái người rất là phát triển luôn, rất thành công luôn. Cuộc đời của em nó vùi dập với em thế thôi, chứ còn sau này em sẽ rất phát triển, rất thành công, kiếm được tiền, có một gia đình hạnh phúc. Vâng ạ. Và tất cả nó nằm vào cái việc mà em có ngộ ra được cái bài học ở trong cái giai đoạn này hay không thôi. Rồi, năm nay coi như là em sẽ tập trung vào con số 3, con số 5 đã, xong rồi tính tiếp. Đúng rồi. Phải hoàn thiện hai cái đấy rồi tiếp tục anh ạ. Chứ bây giờ kể cả trong đầu của em cũng khi mà chưa nghe anh nói thì em cũng đã kiểu rằng là nghĩ trong năm nay thì nó sẽ trôi về đâu thôi, nhưng mà mình cũng sẽ không cố nữa và cũng chỉ để học thôi, học học thế thôi. Đúng rồi. Và Và thêm một cái từ khóa nữa mà cái bài học này nó vừa là đường đời nhưng mà nó vừa là cái bài học suốt cuộc đời của mình ấy. Đấy là gì ạ? Rèn luyện cái tính kỷ luật. Xác định rồi làm ạ. cái gì á là làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như là
mình xác định là mình sẽ phải thiền mỗi một ngày, mình thiền khoảng 30 phút ví dụ thế, thì mình Vâng. phải kỷ luật và đưa nó vào trong một cái gọi là lịch làm việc, và làm nó một cách bền bỉ đều đặn, không cần phải nghĩ, vui cũng làm, buồn cũng làm, giận cũng làm, khóc cũng làm, rồi đau cũng làm, tức là mình đưa nó vào một cái trạng thái là bắt buộc phải làm bất kể là thích hay không thích. Vâng, cái này em nghĩ em sẽ làm đầu tiên. Em sẽ làm đầu Cái tiên đấy về là cái gọi là đọc kinh này, em sẽ làm đầu tiên. Xong rồi dần dần và kết hợp tất cả những cái kia rồi dần dần. Ok anh, rồi. Coi như qua buổi nói chuyện này em cũng đã gọi là cái dự định của em thì đang như thế, nhưng mà qua cuộc nói chuyện của em thì em sẽ quyết tâm hơn và chắc chắn là sẽ thực hiện tất cả những cái đấy trong năm nay, những cái anh nói trong năm nay. Thế, giống như kiểu là đang có người chống lưng thì cứ đi đi đấy, cái kiểu đấy đấy anh. Rồi thế em cảm ơn anh nhá. ok, chúc mừng em. Dạ vâng, dạ em chào anh. Vâng ạ, Chưa xong. hôm nay được gọi là thầy cho thuốc nhá, gọi là thuốc giải nhá. Giải đúng đúng là thuốc giải luôn đấy. Đọc đọc không hiểu cái gì nhưng mà thầy cho đến đâu mình kiểu mình có nghĩa là trong cuộc đời của mình đã trải nghiệm như thế, nhưng mà mình cũng đang mông lung là tại sao nó lại như thế này. Xong rồi nói chung là đủ các Đóng kiểu câu cửa. hỏi nhá. Nhưng mà bây giờ xong đến đâu thì Vốn dĩ là bà không thích đọc, bà chỉ thích người khác đọc cho bà thôi. đúng rồi, giống như kiểu lúc nãy thầy bảo là tôi không thích đọc sách Thích đọc sách đấy. Chuyện gì hay thì thì đọc thích thôi, thực chứ hành còn thì cái cứ này thì thực chắc là hành không thôi, muốn đọc. đúng rồi. Giống như kiểu người ta bảo mình làm cái gì, người ta bảo đọc lý thuyết đi mà thực hiện, nhưng mà chỉ muốn là người ta chỉ tay cho đấy, người ta chỉ cách làm rồi đi mà mày mò mà làm cái thích kiểu đấy thôi ấy. Còn là hôm nay là bắt đúng bệnh và cho đúng thuốc. Thế thôi, nói như bây giờ cứ quyết tâm cái gọi là mỗi ngày phải đưa cái tính lên vào kỷ luật là chắc chắn nó phải làm rồi. Còn con gái xinh thế kia, Có bốn đứa con đấy gái anh ơi. là em cho anh xem bốn đứa con nhà em này. Anh hỏi em nha, thì cuối Dạ. cùng trong cuộc đời ấy, là cuối cùng ấy, cái người mà nhiều tiền ấy, ít tiền ấy, thì cuối cùng ấy, họ mong muốn cái điều gì? Hạnh phúc thôi. Đúng rồi, Đây hạnh bốn đứa phúc. con nhà em đây. Em lấy Mà em em lý gì mà em không được nuôi đứa nào đấy anh nhá. không vấn đề gì, không quan trọng em. Em Không chỉ có vì tiền em em cũng làm ăn em mất tiền mà cuối cùng người ta đẩy không em ra không đường không quan không trọng thương em. tiếc trong khoảng 30 phút. Anh nói biết là không quan trọng, nó chỉ là cái cảm xúc nhất thời thôi. Cái cảm xúc nhất thời của em và cảm xúc nhất thời của người ta thì nó cũng là cảm Vâng. xúc nhất thời thôi. Em cứ tưởng tượng này, sau này ấy, em kiếm được tiền, em có nhà, em có xe, thì lúc đấy con em nó lại thuộc về em, nó lại đi theo em thôi. Thứ nhất, ít nhất ấy, Vâng. là em đã mang cho thế giới này bốn thiên thần vô cùng tuyệt vời. Đấy là cái điều mà nhiều người mơ ước không được. Anh có nhiều người bạn rất là giàu có nhưng mà đi chữa chạy khắp nơi mà không có con, nhiều tiền chẳng biết để làm gì luôn. Hai vợ chồng mười mấy năm trời không có con đấy, coi như chỉ có buổi tối chỉ ôm nhau khóc thôi, không biết làm nào đấy. Em có Con bốn đứa trai con một tuyệt vời, gái quá là đẹp luôn. em quá tuyệt vời luôn. Cho nên là đầu tiên đấy là mình phải cảm thấy là mình đang đang rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã có những thứ mà hơn người khác. Những người khác họ không có, họ mơ ước, họ nhìn con em họ mơ ước luôn. Em có nhận thấy điều này Vâng không? ạ. Đúng rồi. Mình phải biết ơn cái cuộc sống này, biết ơn cái cuộc đời này, bởi vì là mình đã tạo ra cho cuộc đời, cho cuộc sống này bốn thiên thần, và bốn thiên thần này sau này nó sẽ đóng góp rất lớn cho xã hội, cho đất nước. Và đấy là cái sứ mệnh của mình, em đã hoàn thành cái sứ mệnh của em bằng thông qua bốn đứa con của em. việc Vâng ạ. việc của em bây giờ ấy, là không phải sống cho bản thân em, mà việc của em bây giờ ấy, là gì ạ? Sống làm sao để con em sau này nó nhìn vào em và nó tự hào rằng mẹ nó là một cái người tuyệt vời. Vâng ạ. Con sinh thế kia chắc chắn mẹ sinh rồi, anh chưa nhìn thấy mặt Tắt con nhưng chắc chắn là mẹ tắt sinh rồi. xe để nhìn thấy mặt cái xe này. Chưa nhìn thấy mặt Tắt biết tắt ở đâu đâu. Biết tắt ở đâu rồi chứ. Thế bây giờ Bây giờ có tắt được con à?
tắt nguồn, bây giờ phải tắt nguồn rồi bật lên như này, có chắc biết tắt được Thanh Hoa, Thanh Thanh Hoa là Hoa chắc trời, đi chị chắc ngủ là rồi. ngủ gật. Thanh Hoa ơi, ngủ chưa Thanh Hoa ơi? Thôi Thanh Hoa để hôm khác. Hôm nay cũng muộn muộn rồi. Nó ngủ gật nãy giờ. Vậy hả? Thanh Ừ. Hoa ngủ rồi à? Nó mong lắm đấy anh ạ, à. Nó mong từ chỉ từ hôm qua đến giờ. Rồi được rồi, không sao. Thanh Hoa thì là chỗ chỗ đệ tử của anh rồi. Thì hôm nào sẽ dành riêng một buổi cho Thanh Hoa. Con Rồi. gái có mắt đẹp thế nhỉ, trộm vía, Mắt sâu, mắt đen như hạt hạt nhát mắt to tròn đen nhánh, xinh như này nhỉ. sao nhiều anh theo lắm này, Tốn tốn dai. tốn dài hút dài, mẹ chắc cũng thế, hồng nhan thì bạc phận nó biết làm sao. Ừ. Mình được cái này phải mất cái kia chứ em, làm sao mà cứ đòi cả ăn cả được. Nhưng mà ví dụ như là mất mất lại mất hết, em mất hết em chả có gì là sao không biết. Thì em được cả, đã lúc có những lúc em được cả rồi thì nó phải lúc Đúng em rồi, phải mất cả chứ sao. nhưng mà như anh bảo là mấy năm trước em trên đỉnh thì đúng là lúc mấy năm trước em được cả, em được 4 đứa con mà ai cũng phải ao ước đi đâu, ai cũng phải khen, đi đâu cũng phải trầm trồ. Anh hỏi em nhé, Mà anh hỏi em tiền nhé, bạc tiêu không phải nghĩ anh hỏi đấy. em nhé, là Dạ. bốn bốn năm năm trước ấy, 3 4 năm trước ấy, có phải là nhé em lấy được một thằng chồng vừa đẹp trai vậy lại có tài mà lại có tiền không, nhà có điều kiện không Đúng rồi, mà nó nói con kiến không lỗ phải chui ra. đấy, tài, nó tài ăn nói, chồng em là có tài ăn nói đấy, lại đẹp Vâng. trai, lại chỉnh chu đúng không, chỉnh chu về mặt ngoại hình ấy. À, chỉnh chu về ngoại hình và chỉnh chu về những lời ăn tiếng nói, có nghĩa là ai mà gặp với chồng em mà bảo em lý gì là người ta đều đổ lỗi hết cho em chứ không phải cho chồng em. Đúng rồi đấy, nếu này ghét của nào thì trao của đấy, nhiều khi mình ghét cái thằng chém gió này, gặp đúng cái thằng chém gió mình lại yêu nó, mình lại lấy nó đấy, có đúng không, anh chưa Ngày xưa gặp. em ghét kế toán lắm đấy, em ghét kế toán mà cuối cùng lấy chồng em làm kế toán đấy, Ừ. ghét con trai làm kế toán đấy. Ừ. Nên thằng đấy sớm muộn nó cũng bỏ kế toán thôi. Bỏ rồi anh ạ, làm hai vợ chồng làm kinh doanh đấy, hai vợ chồng mở công ty ra làm xong rồi, À mà bỏ hai rồi vợ à? chồng em làm mấy năm trời, xong cuối cùng em lao vào em đi kiếm tiền thì lại em mất mất thì cuối cùng đầu tư tiền đấy anh, đầu tư cuối cùng mất mất rồi, mất cả gia đình, cả chồng con, cả tất tần tật, cả tai tiếng, cả các mối quan hệ mất hết. Thì đúng rồi, nó là bài học thôi mà. Học sớm thì đỡ phải học muộn. Sớm muộn thì học, Nhưng học mà sớm em tốt vẫn hơn. thấy vẫn còn may, mình vấp và bây giờ vẫn còn sớm, nó làm đến 50 tuổi mình mới vấp này Ờ thì đúng. đúng là Chính xác. nhiều Chính xác. mà vẫn còn may, trong cái rủi vẫn có cái may. Anh nói biết là có nhiều người năm 60 tuổi vẫn gặp những cái bài học mà họ gặp cả cuộc đời họ không học được bài học. Cái bài học nó chỉ kết Vâng. thúc khi nào mình thực sự học được bài học rồi. Nếu không nó Vâng sẽ ạ. lặp đi lặp lại đến cuối đời. Ừ. Vâng ạ. Và bài học mới nó xuất hiện khi bài học cũ kết thúc. Ừ. Đấy, tức là khi mà em kết thúc cái bài học cũ ấy, cái bài học trước ấy, Vâng ạ. thì bài học sau ấy, Vâng. nó mới xuất hiện. Và bài học sau thì có thể nó còn kinh hơn bài học trước. À. Được chưa? Coi như em đã tốt nghiệp một cách xuất sắc Chưa biết tốt nghiệp xuất sắc hay không thì chưa biết, mình rồi. đôi khi là mình đừng tự tin quá, tốt nghiệp hay không thì mình không biết, mình có một Không, thứ, ý em ở tốt nghiệp cái bài học này này. có một thứ duy Tốt nghiệp nhất, cái bài học có một này thứ duy nhất để biết được mình tốt nghiệp hay không, đấy là kết quả, mình phải có được kết quả thì đấy mà lúc đấy mới là tốt nghiệp, chứ còn thôi. cả đời học, cả đời bài học này, học cả đời học không hết được. Vâng. Nhưng mà em vẫn trong tâm trí em là em vẫn mà bây giờ thì nhà nó có thể vì tiền mà khinh bỉ em và không cho nuôi con các kiểu, nhưng mà em sẽ cố, đấy là cái bàn đạp để em đạp nó xuống chân, để em đạp nó đứng lên, và xong đấy người ta phải nuối tiếc em chứ không, người ta phải có nghĩa là lý gì rồi, và người ta sẽ bảo em sống theo kiểu người ta phải ngước mặt lên người ta nhìn chứ không phải để cho người ta
nhổ bọt vào mình đấy, em cứ em nghĩ như thế thì em sống thôi. Nghĩ như vậy cũng tốt, nghĩ vậy cũng tốt, nhưng mà nó chỉ được một nửa. Tức là mình lấy cái động lực là một cái sự hận thù, hoặc là cái động lực là cái sự trả thù, hoặc là làm để cho người ta sáng mắt ra, để cho người ta phải thế này, người ta phải thế kia ấy. Thì cơ bản là nó chỉ được lúc đầu thôi. Nếu về lâu dài thì đấy không phải một cái động lực tốt nhé. À, đấy em ngắt lời anh nhá, đúng rồi. Tại vì cái lúc mà lúc lúc ban đầu mà vừa mới ly dị xong ấy, à chưa ly dị đấy, thì em đã đang đang có cái ý nghĩ của em nó như thế, và vừa mới ly dị xong thì em đã buông buông và em bảo thôi, coi như là mình cái nghiệp của mình nó gậy ra lên đấy, mình hết duyên thì mình đi, có nghĩa là không hận không thù, để mọi thứ rất là để mình sống rất là một cái thoải mái. Nhưng mà giống như anh bảo lúc nãy là cây muốn lặng mà chó chẳng ngừng đấy, chó chẳng ngừng đấy, em đã ngừng, em đã buông thả, em không còn suy nghĩ là hận thù để bỏ mình sống để cho người ta phải ngước mắt nhìn, mà em sẽ bỏ hết và em thu tâm theo cái kiểu là từ thời gian nó thay đổi, mình cứ sống tốt mình sẽ được hưởng tốt đấy. Nhưng mà người ta lại đi rêu rao nói xấu em, bị lại bắt đầu em lại có suy nghĩ, lại quay về cái suy nghĩ ban đầu kiểu hận thù các kiểu đấy đấy. Thì em có thấy rằng là nhẹ cái hận thù của em ấy, nó chỉ đơn giản là nó tạm lắng xuống rồi, nó vẫn còn ở đấy. Đúng giống như rồi, giống như đúng cái rồi. cốc nước đục ấy, em để một thời gian thì nó lắng xuống, nhưng mà nó chỉ cần có tác nhân nó khuấy một phát thì nó lại nổ lên. Thì như vậy là cốc Đúng nước của rồi. em vẫn là cốc nước đục, nhưng có một cái cách khác để em có thể trở thành cốc nước trong trong, đó là gì ạ? Em rót vào đấy những cái thứ suy nghĩ tích cực đấy, những cái động lực tích cực đấy. Thì khi mà em rót vào đấy những cái nước sạch ấy, thì cái nước đục nó sẽ gì ạ? Nó sẽ trào ra ngoài, và sau một thời gian ấy là cái cốc nước của em là cốc nước sạch. Thì kể cả là có ai đấy dùng cái thìa cái đũa nó có ngoáy lên, thì cái cốc nước của em nó có ngoáy mạnh đến mấy thì nó cũng không đục lên được nữa đó. Vâng. Cho nên là gì ạ? Là hãy cẩn trọng với những cái suy nghĩ của mình, với những cái thông tin mình nạp vào đầu mỗi ngày. Vâng. Hãy đưa những cái thông tin tích cực vào để loại dần những cái thông tin tiêu cực ra đó. Ví dụ như nói về cái động lực chẳng hạn, thay vì nói về động lực là mình sẽ phải làm, mình sẽ phải trở nên giàu có để trả thù, để cho nó sáng mắt ra ấy, thì mình hãy nói rằng mình sẽ trở nên thành công, trở nên giàu có để làm gương cho con mình, để đón con mình về, để bố mẹ con có thể sống với nhau một cách hạnh phúc, ví dụ thế đó. Tức là mình hướng đến cái điều tích cực hơn là cái điều tiêu cực nhé. Vâng ạ. Ok chưa? Rồi. Với cả lúc nãy em đang bảo đấy, là có nghĩa là em ly dị được 2 tháng, nhưng mà em vẫn vẫn bảo là sống trong nhà vì con em nó quá nhỏ, mà em muốn ở trong nhà thì cho con nó đỡ khổ ấy. Nhưng mà trong 2 tháng vừa rồi em ở trong nhà thì người ta vẫn, có nghĩa là sau khi ly dị người ta coi em như kiểu người ngoài không tồn tại, và người ta cũng không có tôn trọng em cảm giác như em kiểu là người thừa các kiểu trong nhà, em cảm thấy kiểu kiểu khổ mà kiểu nhục nhã ấy Không đấy. cần tự đánh giá Nên là nữa. bây giờ em quyết định em ra ngoài, và em cũng muốn để ra cho chồng biết được đấy, cái sự mà thiếu thiếu người phụ nữ, thiếu mẹ thì như thế nào ấy. Em sẽ hiểu ra, nên là cái quyết định của em ra thì sẽ bắt đầu sẽ để cho người ta, bắt đầu người ta sẽ tấn công vào, người ta nói xấu lại, à nó đi ra ngoài nó bỏ con để nó đi ra ngoài, nó theo thằng nọ thằng kia cái gì, nó bể bỏ với con đấy, chắc chắn điều đấy xảy ra. Mà lúc nay em bảo là sau khi quyết định ngày hôm nay của em đấy, thì là bắt đầu tính Tết này em bắt đầu dọn ra ngoài, là lúc nay em bảo anh là sau các quyết định này thì sẽ nhiều nhiều chi phí sẽ đến hơn, là nó như thế đấy. Ra là bây giờ em là khi mà em điều kiện kinh tế em không có, vì người ta nuôi con cho em, thì đấy là cái điều mà tốt hơn cho con em. Cho nên là mình có thời gian rảnh rỗi để mình tập trung vào việc học tập cũng như là công việc. Điều đấy là tốt, tức là nhiều khi là mình muốn muốn yêu thương con ấy, mình muốn tốt cho con ấy, thì đôi khi mình phải hy sinh. Hy sinh. Vâng. Cho nên là nếu như mà em hận thù người ta ấy, thì người ta sẽ nói xấu em, người ta sẽ bôi nhọ cái danh dự của em trước mặt con. Thì thà
em nhịn đi, em nhịn người ta đi, em nhún xuống một tí thì người ta không còn hận em, người ta không còn ghét em nữa, thì trước mặt con ấy người ta sẽ không nói xấu em, hiểu chưa? Đấy, tức là mình phải tập trung vào con, đừng tập trung vào những cái người mà không tốt, mình tập trung vào cái những cái người mà mình thực sự quan tâm. Con mình là cái người chắc chắn là của mình rồi, con chồng thì chưa chắc đã phải của chồng, nhưng con của mình chắc chắn là của mình rồi. Đúng không? Vâng. Mình chính chủ mình lo gì, đất của mình là đất chính chủ của mình lo gì, còn thằng kia nó Đấy còn cỡ đi phải, thằng kia đúng anh nói biết là em chỉ cần thả ra một cái thông tin thôi, thằng kia lo sốt vó luôn, nó phải đi thử ADN rồi mỗi một lượt thử 4 triệu, 4 đứa là 16 triệu, nó lo sốt vó lên ngay. Em chỉ thả ra một cái thông tin thôi là nó lo sốt vó lên ngay. Nhưng có điều là mình rồi. không nên làm cái điều đấy, làm cái điều đấy thì nó cũng không 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 tốt cho con thôi. Được chưa? Nhưng mà rồi mà con mình thì chắc chắn là của mình, nhưng mà Vâng. con bố nó thì chưa biết. Vâng. Đấy. Em chỉ cần Là thả ra cái thông tin nữa là anh cứ nợ hồn đấy, con chưa chắc phải của anh đâu, nó chỉ nói vô thưởng vô phạt thế thôi, là nó lo sốt vó, ăn không ngon ngủ không yên nữa. Tất nhiên là mình không làm như thế, mình biết chắc chắn là con của ai, nhưng mà mình trêu tức nó ấy, kiểu kiểu vậy. lại trả về Vâng. nơi sản xuất. Thì vấn Thế đề thì là may quá. anh nói vấn đề bây giờ ấy, nó đang dạng nuôi con hộ em phải biết ơn nó Vâng. chứ, hận thù nó làm gì. Đúng rồi. Em rảnh May tay, thì bây giờ em bảo là cứ dành thì cứ nuôi đến lấy, em cũng rảnh rồi để em em rảnh học, tay em em đi phấn lo đấu. bây giờ nhé, em rảnh tay em lo về cuộc sống của em, lo về cuộc đời của em, lo về phát triển sự nghiệp của em đi, đúng không? Vâng, Kìa, đúng rồi. xong rồi vài bữa nữa em có tiền rồi, em chỉ cần phẩy tay cái này em đón được, lúc đấy cái con nó lớn rồi, nó kiểu gì nó chẳng về với mẹ, quan trọng nhất là em yêu thương nó thật lòng thì kiểu gì nó chẳng về.